Tập 28. Người bạn đó của con rốt cuộc có được không? Có thể cứu Chi Vĩ ra không? Phu nhân của cục trưởng cục cảnh sát thì con nghĩ là có thể. Bây giờ con chỉ hy vọng vào cô ấy. Bà nội, con đi tìm mối quan hệ để cứu Chi Vĩ ra. Được rồi, con mau đi đi. Dạ. Đúng là giả tạo, mèo khúc chuột. Đã là lúc nào rồi mà con còn móc mỉa người ta? Mẹ tin tưởng Tuấn Kiệt, nó thật sự muốn giúp đỡ. Bà hai, dì này tìm bà. Lệ Lệ, tình hình sao rồi? Tình hình sao rồi vậy? Tôi đích thân tới xin lỗi, vì con trai của cậu mình quá thật hết cách. Với lại công việc của chồng mình trước giờ mình không nhúng tay. Hơn nữa lại là trọng tội thông đồng với địch, ai cũng không cản được. Nhưng Chi Vĩ thực sự bị quan. Mình không hiểu con trai của cậu cứ giữ mấy đồng tiền Nhật đó làm gì, gây rắc rối lớn như vậy với quân Nhật. Mấy đồng tiền đó là lúc nó làm ở bến tàu, người ta đã bò cho nó, đưa chị lấy đó thôi. Đám cảnh sát đó xông vào không phân rõ trắng đen, liền bắt nó đi. Thái độ rất sắc láo, tôi không tin bọn chúng. Chồng của con là cục trưởng cục cảnh sát, nếu như đã không tin cảnh sát thì tìm con làm gì? Lệ Lệ, Lệ Lệ, Lệ Lệ đừng giận mà. Khi nãy do mẹ của tôi quá lo lắng cho cháu trai cho nên ăn nói hồ đồ thôi. Lệ Lệ, tôi thay bà ấy xin lỗi cô. Đừng giận mà Lệ Lệ. Lệ Lệ, Lệ Lệ, Lệ Lệ không hy vọng được. Mình có thể tìm ai? Chỉ đành nhờ anh ta giúp đỡ thôi. Gia Lệ, có chuyện gì vậy? Sao lại vội vàng tìm anh? Chí Vĩ sáng sớm đã bị cảnh sát bắt, tội danh thông đồng với địch. Sao lại là Chí Vĩ? Không phải Phương Tuấn Kiệt sao? Là sao? Phương Tuấn Kiệt từng đi tới tiền tuyến, nếu thông đồng thì làm sao tới lượt Chí Vĩ chứ? Phải đó. Tôi và bọn em không biết là đắc tội với kẻ nào mà lại dùng thủ đoạn này hãm hại gia đình của em. Em khoan hãy nóng vội, bắt nhầm người là sự thật. Cứ Chí Vĩ ra đi rồi nói. Tô gia bây giờ thất thế, ở Trùng Khánh chả là cái gì. Coi như em cầu xin anh, hãy cứu Chí Vĩ của em ra đi. Em yên tâm, anh sẽ trả lại cho em một người con lành lặn. Cảm ơn anh. Được rồi, vậy sau khi chuyện thành, em cảm ơn anh sao đây? Chỉ cần cứu được Chí Vĩ ra, anh muốn em ra sao thì em sẽ làm cái đó cho anh. Hay lắm, anh nhớ rồi nha. Vậy thì chuyện không thể chậm trễ, bây giờ anh đi ngay. Chuyện này đừng để cho nhân Mỹ biết. Đây không phải là làm bừa sao? Đã nói là bắt Vương Tuấn Kiệt, sao lại đưa tôi Chí Vĩ đi rồi? Dưới sự quan sát của toàn dân, tiền Nhật ở trong phòng đó, chứng cứ đầy đủ. Giống như chúng tôi muốn bắt Vương Tuấn Kiệt, nhưng đột nhiên lại nhảy ra một Tô Chí Vĩ, nói tiền Nhật là của hắn. Vậy bọn tôi làm sao? Chỉ đành đem hắn đi. Vậy có khác gì anh làm hỏng chuyện đâu. Vương Tuấn Kiệt ngày nào còn ở ngoài thì tôi ngày đó không yên. Chỉ cần có người chịu tội, chứng minh đại la bị người khác hàm quan, bắt ai mà không được chứ. Thông qua chuyện này, Phương Tuấn Kiệt cũng coi như là bị giáo huấn, sau này hắn sẽ không dám làm loạn nữa. Tôi và mẹ của tôi Chí Vĩ là bạn bè cũ,
Cô ta tìm tới nhà của tôi, ông lại kêu tôi sai lại càng sai. Thả hay là bắt đi? Mong cục trưởng giơ cao đánh khẽ. E rằng không phải bạn bè bình thường phải không? Không giấu gì anh, sau khi xảy ra chuyện, Phùng Gia Lệ đã tìm tới vợ của tôi, bảo cô ấy giúp tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi. Phùng Gia Lệ và cục trưởng phu nhân có quan hệ gì? Trước đây là chị em tốt ở Thượng Hải đó, và bây giờ chính là khách của Đỗ tiểu thư. Vậy chính là việc của tôi. Cục trưởng cũng đã biết một chút. Đúng vậy đó. Vậy thì tôi mong cục trưởng để mặt tôi, mau thả nó ra đi. Thông đồng với địch không phải là tội nhỏ, không có trong phạm vi quyền lực của tôi, nhất là bây giờ lại là thời gian mẫn cảm. Tôi đã thăng chức rồi, bây giờ tôi cũng không nắm chắc được đâu. Tôi hiểu rồi. Anh muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Anh thật sự muốn nhảy vào thùng nước này sao? Bạn bè lâm nguy, tôi đâu có thể nhắm mắt làm ngơ. E rằng phải bỏ ra một nửa cổ phần của Đại La đó, không hề hấn gì chứ. Đúng là tên cẩu quan, thừa nước đục thả câu, sư tử mở to miệng. Tôi biết, tôi vô cùng đồng cảm với tình hình của ông bây giờ. Có điều, đã tới nước này rồi, giang sơn mỹ nhân chỉ có thể chọn một thôi. Chuyện này ông cứ để tôi suy nghĩ kỹ lại đi. Không sao đâu, tôi không vội đâu. Trước khi mà tôi ra quyết định, làm phiền ông dặn dò chăm sóc tốt cho tôi chí vị. Tôi chỉ đảm bảo 3 ngày. Sau 3 ngày thì tùy luật pháp. Cáo từ. Alo, Gia Lệ, là anh. Có thông tin gì chưa? Em muốn cứu Chí Vĩ, chỉ còn cách dùng em để đổi. Anh nói đi, phải đổi làm sao? Đến lúc thích hợp, em tự nhiên sẽ biết. Chỉ cần em trả lời có đồng ý hay không, chỉ cần có thể cứu Chí Vĩ, cái gì em cũng đồng ý, kể cả làm người phụ nữ của tôi. Tất cả đều là bẫy của anh. Nếu như anh nói không phải thì em có tin không? Anh thật vô sĩ, thường nước đục thả câu. Em muốn định tội của anh thì phải nghe anh giải thích trước đã. Anh không cần nói gì hết. Không phải anh muốn con người của tôi sao? Tới đi. Đợi sau khi anh đạt được mục đích, lập tức thả Chí Vĩ. Anh muốn cưới em. Em nghe rõ chưa? Là anh muốn cưới em. Tại sao? Hoàn thành mong ước hồi trẻ của anh. Hơn nữa, tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ, nên rất cần một nửa còn lại. Nếu như tôi không đồng ý, vậy thì anh không quan tâm nữa sao? Anh là thương nhân, kinh doanh lỗ vốn anh không làm,
Nói thật với em, qua một số quan hệ, anh có thể đảm bảo chí Vĩ bình an vô sự, nhưng cái giá vô cùng lớn. Cần bao nhiêu tiền? Coi như anh cho tôi mượn trước đi, sau này tôi nhất định sẽ trả lại. Bọn chúng muốn một nửa cổ phần của Đại La. Đại La, tôi không trả nổi đâu. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, tiền hết rồi thì có thể kiếm. Nếu như nửa đời sau có em bầu bạn cùng anh, rất đáng. Anh không hy vọng em cảm kích anh. Anh chỉ hy vọng rằng sự hy sinh của anh đối với em mà nói là không phải hy sinh, mà là mọi người cùng nhau cố gắng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh sẽ gọi điện cho họ. Chí Vĩ rất nhanh sẽ được thả ra. Vậy còn Nhân Mỹ, sau này cô ấy sẽ nghĩ tôi ra sao? Coi tôi ra gì chứ? Không, mẹ chồng của tôi, còn có Chí Vĩ, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nhân Mỹ từ chỗ của anh, cô ấy đã lấy quá đủ, đủ cho cô ấy sống sung sướng cả đời. Anh không hổ thẹn với cô ấy. Anna lại không thích Nhân Mỹ. Với lại bây giờ Anna, nó cũng có mục tiêu cuộc sống của nó. Nó cũng nên nghĩ cho ba của nó chứ, phải không? Còn về Chí Vĩ, em yên tâm đi. Anh đảm bảo nó ở trong đó, không một ai dám động vào một cọng lông của nó. Để tôi suy nghĩ cho kỹ, sau đó sẽ trả lời anh. Con gái 18 thay đổi, Yến Nhi cũng ngày càng xinh đẹp. Đâu có đâu, là do chú rửa ảnh đẹp thôi. Yến Nhi, đây là bạn trai của con sao? Sao chú biết? Chú đã nhìn thấy hai đứa ở cùng nhau chỗ bến tàu rồi. Ra ra vào vào cùng nhau, không muốn nhớ cũng khó. Chú đúng là lợi hại thiệt đó. Đẹp quá. Nè, chú thích tấm này lắm, chụp rất đẹp. Hay là phóng to treo ở tiệm chúng tôi đi. Dạ được, vậy thì con sẽ về nói với anh ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ rất vui. Bác gái, bác gái, có phải là xảy ra chuyện gì không? Bác gái, bác gái, bác gái bình tĩnh đi, đừng nghĩ không thông. Cô mới là nghĩ không thông đó. Cô bị điên sao? Theo tôi làm gì? Nhưng tại vì con thấy bác đi về phía hồ cho nên... Có phải Chí Vĩ lại chọc giận bác không? Có chuyện gì không vui nói với cháu đi, cháu sẽ khuyên anh ấy. Chuyện của hai mẹ con tôi không liên quan tới cô đâu. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Chí Vĩ của tôi ra. Đã nghe thấy chưa? Con nói coi, chỉ có mấy tờ tiền Nhật thôi mà còn dám nói là Chí Vĩ cấu kết với bọn Nhật, thông đồng với địch. Đúng là oan uổng quá mà. Bà nội, mọi người cũng thiệt tình, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói với con? Nếu không phải tin tức truyền đến xưởng thì tới bây giờ con còn chưa biết. Trong nhà bao nhiêu con người không nghĩ ra cách đây, không lẽ con có cách sao? Chúng ta dù gì cũng là người một nhà, người nhiều sức lớn. Cho dù có ra sao thì con cũng có thể nghĩ cách giúp mà.
Bà đã nghĩ rồi. Bà quyết định thầy chi vị đi chịu tội cho nó. Bà nội à, bà đừng có nói bừa như vậy. Bà nội đã già rồi, bà đã sắp xuống lỗ rồi, còn chi vị nó còn trẻ như vậy, tiền đồ rộng mở. Bà làm như vậy là đáng. Bà nội à, đừng nói lời đau lòng như vậy. Con tin rằng chuyện này chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho chí vị. Quan cấp lương lẹo, còn chu quan cho chí vị ngồi tù. Chúng ta còn làm gì được đây? Trước đây chúng ta ở Thượng Hải, còn có ba, còn có mẹ lớn của con. Xưởng bột mì đại phát của chúng ta làm ăn phát đạt biết bao, gian danh biết bao. Chúng ta bây giờ thất thế rồi bị bắt nạt. Cả ngày bày ra cái mặt đó, trong nhà lại không có ai chết. Chi vĩ sẽ ra chuyện lớn như thế, chúng tôi lo cho nó còn không được sao? Yên tâm đi, nó ở trong tù rất tốt, không sao đâu. Để sau khi làm rõ mọi chuyện, họ sẽ thả nó ra. Vậy chi vĩ khi nào mới được ra? Sao con biết được chứ? Sao con lại nói chuyện như vậy với mẹ? Con phải nói cho rõ là khi nào nó mới được thả ra. Bà nội, lúc nào nên thả thì sẽ thả thôi. Vậy con phải hỏi cho rõ chứ. Ai kêu nó không cẩn thận? Ở trong đó cũng tốt, giữ chút giáo huấn. Con mệt rồi, con về phòng đi. Nè, Chi Vĩ nó là con trai ruột của cô đó. Chẳng trách Chi Vĩ không nhận cô. Bà nội bỏ đi. Bà hai thương Chi Vĩ nhất, bà ấy khó chịu với người khác là lẽ đương nhiên thôi. Nói không chừng là nó không hề đi nghe ngóng, tùy tiện nói để lừa gạt bà thôi. Bà nội đừng giận nữa mà. Chị Vũ Hàm, chị Vũ Hàm, trời mưa lớn như vậy sao em còn tới đây? Em tới đây để tìm chị Vĩ, nhưng sợ bác gái nhìn thấy sẽ đuổi em đi, cho nên em đành đợi ở ngoài. Chị Vũ Hàm, gọi chị Vĩ cho em đi. Chị Vĩ không có ở nhà. Hôm nay không phải anh ấy được nghỉ sao? Sao vẫn phải đi làm? Anh ấy đi công tác rồi. Không phải anh ấy nói mới đi công tác về sao? Thì công việc mà, chị cũng đâu có hiểu. Vậy chị có biết khi nào anh ấy về không? Em nói đi, tìm anh ấy có chuyện gì không? Khi nào về chị sẽ nói với anh ấy. Anh lần trước đã rửa xong rồi, em muốn đưa cho anh ấy. Vậy thì đưa cho chị đi, cơ hội chị gặp nó nhiều hơn. Là ảnh gì vậy chứ? Làm phiền chị rồi. Chị Vũ Hàm, chị nói với anh ấy, ảnh của anh ấy chụp em rất đẹp đó. Có vài tấm em giữ lại rồi. Đúng là đẹp thiệt đó. Em càng ngày càng xinh nha. Theo như chị thấy, chị Vĩ chụp cho em rất tâm huyết. Yên tâm đi. Được rồi, chị sẽ giao ảnh này cho anh ấy. Vậy chị đi trước nha. Còn em, có đi cùng không? Đi thôi. Vũ Hàm, anh hai, nào, mời ngồi. Cho hỏi muốn dùng gì? Cà phê đi, và đợi một chút. Có chuyện gấp gì không thể nói ở công ty sao? Bởi vì đây không phải việc công, mà là việc tư. Anh hai, em muốn nhờ anh hai giúp, cứu chí Vĩ ra. Nó phạm tội thông đồng với địch, anh không thể nhúng tay vào. Nếu như làm không tốt sẽ rước họa vào thân. Nhưng anh cũng biết đó là tiền boa, lúc mà anh ấy làm nhân viên khuân giác. Anh hai, chi vị bị quan đó là vô tội. Vô tội sao? Chúng ta bây giờ đang đánh nhau với Nhật, mọi người không dùng hàng Nhật,
Vậy thì lấy đâu ra mấy đồng tiền đó chứ? Đức quả chào thân, bây giờ bị ghép cho tội thông đồng, vậy thì trách được ai? Nếu như nói với Vĩ thông đồng với địch thì anh ấy giấu tiền đó làm gì? Sao anh ấy lại ngốc như vậy? Tự mình giữ lại để cho cảnh sát tìm thấy chứng cứ. Em nói rất đúng, bên phía cảnh sát cần là chứng cứ, mà mấy đồng tiền đó chính là chứng cứ. Muốn trách thì trách cậu ấy không cẩn thận. Anh hai nói cũng đúng, Chí Vĩ thông qua chuyện này cũng nên suy nghĩ lại. Anh hai, anh là người có địa vị trong xã hội, lấy quan hệ xã hội của anh giúp Chí Vĩ nói vài câu đi, cũng là chuyện dễ dàng mà phải không? Anh sao? Anh muốn cứu người cũng không phải lúc này, thật sự rất nguy hiểm. Anh hai, em thật sự không hiểu. Bây giờ không nói tới những thứ khác, tôi Chí Vĩ giờ là nhân viên của anh, lẽ nào anh không muốn cứu giúp hay sao? Tôi đã nói không cứu nó chưa? Cô thì biết cái gì chứ? Muốn cứu cũng không cứu được đâu. Lo cho tốt chuyện của mình đi. Còn chuyện khác, kêu Hạo Nhiên tới tìm tôi. Còn có chuyện gì không? Nếu không thì tôi đi đây. Bạch Nhật Y Sơn Tận, Hoàng Hà Nhập Hải Lưu, Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thướng Nhất Tầng Lâu. Dục Cùng Thiên Lý Mục, Cánh Thướng Nhất Tầng Lâu. Thôi chết rồi, cô gia, lão phu nhân không thấy đâu hết. Không thấy sao? Xảy ra chuyện gì? Tôi làm việc ở phòng bếp mới được một lúc đã không thấy lão phu nhân đâu. Tôi tìm hết ở trong ngoài mà vẫn không thấy. Vẫn chưa tìm thấy sao? Vẫn chưa. Lúc này rồi mà còn để bà đi đâu chứ? Lúc sáng nhị tiểu thư cô tới đây, có thể là cô ấy biết. Để em gọi cho Vũ Hàm. Sao vậy? Không ai nghe máy. Để anh ra ngoài tìm, em cũng đi. Mẹ tiếc, chúng tôi ra ngoài tìm bà. Bà trông khang khang nha. Dạ được. Vũ Hàm, mở cửa cho bà nội đi. Là bà nội đây. Vũ Hàm, Vũ Hàm, là bà nội đây. Vũ Hàm, bà nội, bà nội, con ở đây. Sao bà lại tới đây? Vũ Hàm, mau đưa bà tới cục cảnh sát. Chí Vĩ nhà chúng ta bị quan. Nó là bị quan đó. Bà nội, bà nghe con nói, đây là trình tự cảnh sát làm việc, cho nên con chỉ sợ bà đi cũng sẽ vô ích thôi. Vậy con đưa bà tới cục cảnh sát. Bà muốn gặp Chí Vĩ, bà gặp nó một chút thôi. Con đưa bà đi đi, nhanh lên, nhanh lên. Bà đừng lo, con sẽ đưa bà đi. Được rồi, nhanh đi con, nhanh lên đi. Bà nội cẩn thận đó. Cảnh sát đại nhân, tôi là bà của Chí Vĩ. Tôi muốn gặp nó, có được hay không? Gặp một chút thôi. Thông đồng với địch là trọng tội, không có lệnh của cấp trên, Thiên Dương cũng không thể gặp. Tôi chỉ là một bà già, chân tay yếu mềm, cũng sắp xuống lỗ rồi. Các người cho tôi gặp một chút thôi. Cảnh sát đại nhân, anh xem bà nội tôi lớn tuổi như vậy, có thể làm dễ một xíu được không? Không phải là tôi không nể tình, mà là cục cảnh sát có quy định, tôi phụng lệnh làm việc thôi. Nếu như hôm nay cậu không để tôi gặp cháu của tôi, tôi sẽ chết cho cậu coi. Bà nội, làm gì vậy? Làm gì đó? Bà nội bình tĩnh. Hôm đó chính là cậu đã bắt cháu của tôi. Cậu biết nó bị quan, lúc nào thì thả nó ra đây. Vụ án đang được điều tra, có thể chứng minh hắn vô tội sẽ trả lại tự do cho hắn. Vậy còn phải nhốt trong bao lâu? Lúc nào thì thả ra? Cậu phải nói thật một câu đi. Hồ đồ, cảnh sát phá án và có thể xen vào sao? Đi mau. Không được, hôm nay cậu không trả lời tôi thì tôi... Bà nội à, tôi sẽ ở đây không đi. Bà nội, bà đừng làm như vậy mà. Bà làm như vậy là ngăn cản công vụ, tôi sẽ bắt cả bà vào đó. Cảnh sát đại nhân, anh đừng tức giận, đừng tính toán với bà nội của tôi. Bà nội tôi đã lớn tuổi rồi, chỉ muốn gặp cháu thôi. Anh xem có thể giúp được không? Chỉ cần gặp được Chí Vĩ thì bà ấy sẽ yên tâm ra về thôi. Tôi lập tức đưa bà ấy về ngay. Tôi không làm chủ được đâu. Người là do cậu bắt, sao cậu không làm chủ được chứ? Ở trong cục cảnh sát làm loạn, còn ra thể thống gì? Cục trưởng đại nhân, tôi là bà nội của Tô Chí Vĩ. Tô Chí Vĩ bị quan đó, anh mau thả nó ra đi. Có phải bị quan hay không, cục cảnh sát sẽ điều tra, không cần ở đây làm loạn đâu. Cục trưởng đại nhân,
Nói đồng tiền Nhật đó là của tôi, để ở chỗ của nó. Nếu muốn bắt thì bắt tôi đi, nhốt tôi đi, muốn bắn thì bắn tôi luôn đi. Một bà già như tôi thì có tác dụng gì đâu. Mau về đi, đừng có ở đây làm loạn. Không được. Anh muốn bắt nó thì bắt luôn tôi đi. Hôm nay anh không trả lời thì tôi không đi. Nếu còn làm loạn tôi thành toàn cho bà đó, nhốt chung với hắn cho bà cháu đoàn tụ. Anh mà không thả nó, hôm nay tôi sẽ không đi. Bà nội, chúng ta về thôi, nhanh đi. Không được đâu, hôm nay không thả người thì bà sẽ chết ở đây. Bà nội à, được rồi. Muốn chết đúng không, vậy thì dễ lắm. Cục trưởng, pháp luật không để tâm tới tình người sao? Bà nội tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, chỉ muốn gặp cháu trai thôi, có cần làm khó gì không? Các người không thể đồng cảm với tâm trạng của người dân sao? Cô là cái thá gì chứ? Chạy tới đây giáo huấn tôi, mau ra ngoài đi. Nếu không, tôi sẽ coi cô là đồng đảng với tôi chí vị, nhốt lại luôn đó. Đất nước gì nuôi mấy cẩu quan như các người, mới mãi không phất lên được đó. Bọn Nhật mới nhân cơ hội này mà tràn vào. Mấy đồng tiền Nhật đã định tội rồi. Nếu như các người có bản lĩnh thì đi lục hết Trùng Khánh đi, xem có bao nhiêu nhà có tiền Nhật, ai ai cũng thông đồng với địch mà nhốt vào luôn đi. Có dám không? Bây giờ tôi sẽ nhốt cô vào, xem cô còn dám không. Bắt lại Vũ Hàm, đi mau. Vũ Hàm, Vũ Hàm, bà nội. Vũ Hàm, Chí Vĩ, sao em lại vào đây? Chí Vĩ, anh cố lên đi, nhất định sẽ không sao. Nhất định không sao đâu. Không cần lo cho anh lo cho em thôi. Em không sợ đâu. Em không tin mấy tên cẩu quan đó có thể làm gì em. Mày ăn nói cho cẩn thận đó. Nè Vũ Hàm, Vũ Hàm, nhìn cái gì chứ, lùi lại. Cô già đại tiểu thư, có tin của lão phu nhân chưa? Vẫn chưa. Bà nội sức khỏe không tốt thì không thể đi xa, sao lại không tìm thấy chứ? Alo, đây là cục cảnh sát. Lão phu nhân nhà các người ngất rồi, đã đưa tới bệnh viện. Được rồi, tôi biết rồi. Cô già đại tiểu thư, thôi chết rồi, lão phu nhân đang bị ngất xỉu, đưa vào bệnh viện rồi. Đi. Con cũng muốn đi thăm bà cố. Tiểu thiếu gia, chúng ta không thể đi đâu. Nghe lời tôi đi, con cũng muốn đi thăm bà cố. Bỏ con ra, bỏ con ra. Chúng ta không đi được đâu. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, nghe lời đi, con muốn đi thăm bà cố. Tiểu thiếu gia, ngoan đi. Khóc khóc khóc, suốt ngày mày chỉ biết khóc thôi. Mày coi đây là nhà của mày luôn sao? Muốn làm gì thì làm sao? Nếu có chở thì về nhà của mẹ mày kìa. Rồi muốn khóc gì khóc. Tiểu thiếu gia, được rồi, đừng khóc nữa. Đừng có chọc bà hai tức giận nha. Bà hai, giống y hệt mẹ của mày vậy đó, chỉ biết gây thị phi, làm cho nhà tan cửa nát. Bà hai không xong rồi. Lão phu nhân sáng sớm lúc tôi không để ý đã chạy ra ngoài rồi. Không biết làm gì mà cảnh sát đưa tới bệnh viện. Cô gia và đại tiểu thư đang qua đó, sao bà lại không nói sớm? Được rồi, đừng khóc. Bà nội tỉnh rồi. Tuấn Kiệt, bà thật là đáng chết. Bây giờ bà chỉ muốn thật sự chết còn hơn. Sao bà lại nói như vậy chứ? Nếu như bà không làm loạn ở cục cảnh sát thì Vũ Hàm sẽ không bị người ta bắt nhốt lại. Sao vậy chứ? Bây giờ không rảnh để nói chuyện này nữa. Con nhanh đi cứu Vũ Hàm đi. Nếu không cứu được nó, bà không có cách gì để bàn giao với Hạo Nhiên. Bà nội, bà đừng lo, con sẽ nghĩ cách để cứu Vũ Hàm ra. Không sao đâu, bà đừng lo nha. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Được rồi, đi nhanh đi con. Em đi cùng với anh. Em ở lại chăm sóc cho bà nội đi. Bà nội, bà nội, Tuấn Kiệt đã nghĩ cách rồi, chắc chắn không sao đâu. Chí Vĩ vẫn chưa ra, Vũ Hàm đã vào rồi. Thực sự ngày càng rắc rối. Bây giờ các anh tính sao? Không còn cách gì mới tìm cậu đó. Cậu có cách gì không? Sau lần chia cắt trước, tôi viết bản thảo gửi cho chủ biên. Chủ biên nói bản thảo này quá nhiều, không được đăng lên. Bây giờ tôi cũng không biết làm sao mới tốt. Hay là tôi tự tìm chủ biên? Nếu như ông ấy biết là chuyện của nhà tôi, chắc chắn sẽ giúp.
coi tình hình trước đây chỉ dựa vào dư luận không thể cứu được, hay là trực tiếp tìm người giúp đỡ đi. Cậu cũng biết bạn bè của tôi vốn dĩ không nhiều, hơn nữa lại là lúc này, vui vẻ thì thấy nhiều, hoạn nạn thì không thấy đâu. Còn là tội danh thông đồng với địch, ai bằng lòng giúp chứ? Có rồi, tôi biết một người. Nếu như cậu tìm ông ta là được thôi. Là ai? Là Hạo Đông, hội trưởng thương hội Trùng Khánh. Nhân vật có tiếng ở Trùng Khánh hắn đều quen. Tôi lấy được tin ở tòa soạn, hắn gần đây muốn tổ chức hoạt động quyên góp lớn, chắc chắn có cơ hội đó. Hắn chính là bác hai của Khang Khang. Nhưng Hạo Nhiên lại không có ở đây, ai có thể nói giúp chứ? Nếu không thì cậu tìm Tiêu Kiếm. Mẹ à, mẹ không sao chứ? Tuổi mẹ đã cao như vậy rồi, sau này đừng chạy lung tung, sẽ khiến cho mọi người lo lắng. Phải rồi, tôi thì đâu giống như cô, có thể bình tĩnh được chứ? Con trai xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô có thể yên tâm ở nhà ngủ cho được? Mẹ à, chí Vĩ sẽ không sao. Mẹ đừng có nghĩ linh tinh. Tôi chỉ cần không nhìn thấy nó là tôi đã cảm thấy bất an. Nghĩ xem năm đó tôi và ở Thượng Hải oai phong ra sao, một cục trưởng của cảnh sát nhỏ nhoi thì sao dám lớn tiếng với nhà họ tôi. Được rồi mẹ à, đừng có nói nữa. Chuyện năm đó chúng ta đừng nhắc được không? Mẹ không thấy phiền hay sao? Chí Vĩ sẽ sớm về thôi. Được rồi, cô chê tôi phiền phức, vậy thì mau đi cứu Chí Vĩ ra cho tôi đi. Được rồi mẹ à, mẹ đừng tức giận như vậy, giữ sức khỏe đi. Vũ Đồng, con chăm sóc cho bà nha. Anh chờ em bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng đồng ý. Em chỉ hy vọng hôn sự của chúng ta đơn giản. Tuổi tác như vậy rồi, cũng không muốn gây náo loạn thêm. Và đừng để người của Tô Gia biết, đặc biệt là Tô Vũ Hàm. Được rồi, anh nghe theo em. Chí Vĩ lúc nào có thể ra? Em muốn lúc nào thì là lúc đó, càng nhanh càng tốt. Vậy lỡ như nó làm loạn ở đám cưới của chúng ta? Anh không muốn tiền tài và người đều mất trắng. Hay là như vậy, rồi uống xong rượu mừng của chúng ta, anh lập tức kêu bọn họ thả người. Anh lấy bản thân ra đảm bảo, nói lời giữ lời. Em muốn đi gặp nó trước, xác định là nó bình an thì em mới có thể tin anh. Đã sắp xếp rồi, lúc nào cũng có thể đưa em đi. Người nghèo mệnh khổ, không tiền không thế như anh, sao có người tin lời của anh nói chứ? Không phải đâu Tuấn Kiệt, anh phải tin trong thế giới này có công lý. Anh nhất định phải kiên trì, không được bỏ cuộc. Là tay trắng hay tay đen sẽ trả lại trong sạch cho anh. Tuấn Kiệt, em sai rồi. Trước đây em quá ngây thơ. Bây giờ trong thế giới này chỉ có người mạnh ức hiếp kẻ yếu, dân lành chỉ có thể chịu quả. Có điều anh yên tâm, năm đó anh không từ bỏ, vậy thì bây giờ em cũng sẽ không từ bỏ.
Phủ Hàm không có ích đâu. Đừng cố gắng làm gì. Phương Tuấn Kiệt, Phương Tuấn Kiệt, anh nghe cho rõ. Anh có thể đau lòng, anh có thể mất niềm tin, anh có thể không tin vào pháp luật, nhưng mà em thì không. Em sẽ nghĩ mọi cách để cứu anh ra, bởi vì em đã hết đường rồi. Bây giờ em không còn đường lui nữa, bởi vì em yêu anh. Cả đời này, cả đời này em đã nhận là anh rồi. Vũ Hàm, cho dù có phải chịu nhục nhã ra sao, anh cũng phải cứu em ra. Nhất định sẽ cứu em ra. Lão phu nhân đã về rồi. Sức khỏe của bà có ổn không? Dạ rồi, không còn sức nữa đâu. Mẹ tiếc, Khang Khang đâu? Tiểu thiếu gia vừa ngủ. Vậy phu nhân đâu? Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, đừng có nói là nó thảnh thơi đi ngủ nha. Vị phu nhân sáng sớm đã ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Vẫn chưa về sao? Cuối cùng nó đi đâu? Vị phu nhân không nói. Đúng là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đã tới lúc nào rồi mà vẫn chỉ lo cho bản thân mình thôi. Mẹ tiếc, mau đưa chút đồ ăn cho Chí Vĩ và Vũ Hàm đi. Ở trong đó bọn họ chắc chắn không có gì ăn đâu. Đi mau đi. Được rồi, gặp tụi nó thì kêu tụi nó đừng có lo. Chúng ta vẫn đang nghĩ cách cứu tụi nó. Bà nội, chỗ đó bọn họ chắc chắn không cho gặp đâu. Mẹ tiếc, mau đi đi. Dạ dân, đại tiểu thư, tôi sẽ đi làm ngay. Không phải bà nội hay nói, nhưng thật sự là mẹ của con. Trong nhà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà nó lại cứ nhân nhân ra như vậy. Đi đâu cũng không nói. Không biết nó có suy nghĩ hay không. Người bị nhốt là con ruột của nó. Chẳng trách Chí Vĩ không nhận nó. Đúng là đồ ích kỷ, quá ích kỷ. Chí Vĩ, bà tới làm gì? Mẹ tới thăm con. Mẹ không yên tâm. Tôi rất ổn. Tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân. Ngược lại là bà đó. Đừng có gây chuyện thị phi. Mẹ, mẹ không có. Bà có. Bà nghĩ đi, mấy năm nay bà đã làm những gì? Lúc trước ở Thượng Hải, có sinh chuyện làm gà bay chó chạy, cho tới Trùng Khánh. Chỉ còn một chút gia tài của Tô gia cũng đã bị bà làm cho bại rồi. Bà nói thử đi, Tô gia có đáng để đi tới bước đường này không? Chí Vĩ, mẹ biết những chuyện mẹ làm là sai trái. Cả đời này con cũng không tha thứ. Cho dù mẹ nói cái gì hay là làm cái gì, trong lòng của con mãi mãi là mẹ sai. Nhưng mẹ chỉ hy vọng là con có thể suy nghĩ lại và tự hỏi lương tâm của mình đã đối xử với mẹ ra sao. Con có cảm thấy công bằng hay không? Mẹ biết
mẹ biết con ở trong tù tâm trạng không tốt, cho nên mẹ tới đây không phải là muốn chọc giận con đâu, cũng không phải là muốn tính món nợ cũ với nhà họ Trần. Hôm nay mẹ đến là muốn nói với con một chuyện. Bất luận là mẹ làm gì cũng chỉ muốn cứu con ra. Không cần bà lo, tôi không phạm tội, pháp luật sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi. Bà cứu tôi làm sao? Lại phải dùng thủ đoạn mất mặt để cứu tôi hay sao chứ? Nếu như thật sự là như vậy, tôi thà cả đời ngồi ở trong tù cũng không muốn ra ngoài đâu. Chí vị, cho dù có nói ra sao thì mẹ chỉ muốn nói với con, con mãi mãi là con trai của mẹ. Mẹ mãi mãi yêu thương con, mãi mãi quan tâm con. Đúng, sự thật này không thay đổi được. Cho nên tôi thật sự rất hy vọng tôi sẽ mãi mãi không gặp lại bà. Chí Vĩ, Chí Vĩ, Chí Vĩ, con đừng đi. Chí Vĩ, Chí Vĩ, Chí Vĩ.